Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay tôi có một tin rất là quan trọng muốn thông báo cho anh em biết, đó chính là là cái gì thối chết à? Là cái gì anh nói đi. Tại vì anh vui quá nên nó không nổi. Đó chính là cái hạt đất vlog vừa đạt được 300.000 người đăng ký. Bởi vậy hôm nay tôi quyết định sẽ làm cái clip rất là hoành tráng luôn, nhưng mà làm cái gì đó liên quan tới số 300. Vậy anh cho em 300.000 đi. Thôi tức đồ thả câu hả? Tào lao không à? Còn cái gì nữa không? Anh biết một bộ phim nổi tiếng của Mỹ không? Ủa cái gì? 300 chiến binh. Mình làm 300 chiến binh đi á. Nếu mà mình có 2 thằng à, sao làm được 300 thằng được? Vậy giờ sao anh? Hay là 298 thằng kia mình đi mướn đi. Tiền khủng á. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ đi kiếm thằng Quang mới được. Hỏi nó. 5 minutes later. Anh Quang kìa. Ê, làm gì đó? Tự nhiên ngồi bị lột da tường vậy? Gì má, gì lột tường nhãn ta vậy? Ơi, thấy tường nó ý quá mới lột cho nó bung ra để có người ta tạo điều kiện cho người ta làm cái tường mới á mà. Anh là qua trễ xíu nữa là tên nói luôn á. Tốn tiền á. Ê Quang, hôm nay anh muốn làm một cái clip liên quan tới con số 300. Mà nãy giờ bí quá, không biết nghĩ ra sao. Em có ý kiến gì không? 300 hả? 300 con số hơi lớn à. Em biết rồi, không anh mua 300 chiếc xe đạp đi làm từ thiện đi. Hả? Thôi, 300 chiếc tiền đâu tao mua nổi. Thôi, suy nghĩ xíu đi. Được. Gì? Nãy giờ em anh đi trời nóng lắm luôn á. Kiếm gì uống hay khác quá. Có lý hả? Trời nóng quá hả? Để xíu xíu. Dạ. Chú. Nè. Ủa, nước xanh ở đâu vậy? Trời, anh không biết hả má không bán á. Má giết người. Tao có ý tưởng rồi. Mình sẽ thực hiện một cái clip, đó chính là làm 300 chai nước sâm. Trời. Hả? 300 chai. Bây giờ thì anh Hoàng với tôi với anh Tuấn đi ra chợ mua 300 chai nước sâm. Không phải, mua 300 chai nước. Tôi sẽ nhờ mẹ anh Hoàng nấu giùm tôi 300 chai nước sâm. Sao nãy giờ đi kiếm vòng mấy cái chai hoài không thấy đâu hết trơn. Toàn là hộp, thao. Không lẽ mua 300 cái thao. Trời ơi, khi sao mà nổi. Kiếm cái khác đi. Cái thùng rác kìa. 300 cái thùng rác hả? Hả? Cũng được. 300 cái thùng rác. Mày cũng được. Ông nội mày cái gì cũng được hết. Cái chai kìa. Ủa, cái chai để đây. Mời người ta đóng cửa rồi, sao lấy được? Trời, dưới đây đi chị. Chiều giờ cái máy của tôi hết pin, tôi sạc. Bây giờ mới có máy để quay cho anh em coi. Bây giờ chị Vi nè, đang vô nước sâm nè. Thấy cái nồi nước sâm không khủng lồ không? Sao nãy mình không lấy nước sâm, mình bỏ vô trong cái máy giặt nè. Mình xoay nước này luôn, cho nó quay trong đây, nó sẽ đều lên. Anh uống mình anh luôn đi. Đó, đây, nước sâm rất là nhiều luôn. Bây giờ là nước sâm tràn ngập nhà em luôn. Đây, đây là những cái lá sâm mà tôi mới đi mua hồi chiều về, rất là tươi luôn. Quá trời luôn. Nè, mình sẽ bó nó lại như vậy á, thì khi mình nấu á, nó sẽ không có bị bung ra. Và mình sẽ tăng cường, mình làm tới 2 nồi lần. Đây, đây là một nồi. Đó. Anh em có bao giờ mà thấy được cái nồi nước sâm nó bự như vậy chưa? Đây, đây, tôi đưa cái mặt tôi vô luôn. Trời luôn. Đây là cái nồi đầu tiên luôn nha. Bây giờ là đang nấu, nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nấu xong cái mình để nguội xong mình mới vô chai được. Đó. Đây, để tôi mở lên cho anh em coi. Wow, trời luôn. Đây, đây là lá dứa, rất là thơm luôn. Cái gì mà có lá dứa vô lại thơm mà. Chẳng hạn mình uống nước dừa, mình ăn bánh hay làm cái gì cũng thơm hết trơn á. Đó, mía nè. Mía nè, là hắn quả nè. Còn cái này là ngò. Trời ơi, cái cây này sao giống cây mía vậy. Cái lá này là cái lá gì cô? Thuốc dồi. Thuốc dồi. Đó, rau cải là một bao như vậy nè. Như đây là cái mấy cái này. Dạ. Trời ơi, cái này là cái cục đường phèn á hả? Vê ơi, anh thấy con mày đẹp lắm nè. Anh về anh làm cục dây chuyền đeo cho em nha. Tôi bây giờ thấy cái cục đường phèn nó bự gì luôn á. Quá trời luôn. Đây, tất cả những cái này á là trùng cho một nồi nha. Không, chỉ có một cục này thôi, chứ mà nguyên bao này chắc là bị tiểu đường chứ. Ê, tôi thích cái cây này ghê luôn, cái cây này nhìn dễ thương. Còn
Ủa, what? Chân có ai mà ghẻ không vậy? Hả? À, công việc là cứ tiếp diễn. Chị Bê chế xong để qua đây. Anh Quang thì sẽ ngồi đây đóng nắp chai. Yeah. Hả? A few moments later. Đây, những giọt cuối cùng đây. Những giọt cuối cùng này để tôi uống cho. Hả? Ở đây còn bỏ nửa chai này mà bà nói. Làm vậy đi, vậy đi. Ồ, chưa đủ luôn. Xong. Vậy là kết thúc được một show đầu tiên. Hồi nào giờ bác có thấy cái số lượng nước sâm nào mà nó nhiều vậy không? Đúng rồi. Công đoạn tiếp theo bây giờ là tôi sẽ chất 100 chai nước sâm cái mẻ đầu tiên vô trong cái tủ đông này cho nó lạnh lại. Thì sáng hôm sau nó lạnh thì tôi sẽ đi phát trước một đợt. Tại vì không thể nào mình phát một lần 300 chai được hết trơn á. Giới hạn cái số người mình không thể nào mình chở được 300 chai. Cái này có đứt kêu xe tải chở chứ còn đi xe máy chở không nổi đâu. Đó, thì bây giờ tôi sẽ ướp lạnh trước 100 chai này. Ok anh em, bây giờ ở dưới đây á là một cái lớp á là 50+ chai. Đó, còn cái này là lớp thứ hai. Đây, còn cái này là đồ dùng gia đình. Xong. Bây giờ tôi sẽ đóng tủ lại. Đó. Ok, bây giờ làm tiếp đồ tiếp theo thôi. Hẹn gặp anh em vào sáng ngày mai nha. Chứ bây giờ tụi tôi bắt đầu tăng ca rồi, không thể nào quay nữa. Ok anh em ơi, hiện tại thì team nó làm được gần 300 chai rồi nha. Đây, đây là hiện tại đây, timeline đây. Hiện tại bây giờ là 12:41. Yeah. Là tụi tôi đã chuẩn bị xong cái thùng cuối cùng luôn. Đây, thùng cuối cùng đây. À. Hiện tại á, bây giờ á, là cái tủ lạnh này nè, nó chứa được có 250 chai thôi là nó full rồi. Đó, bây giờ tôi mở ra coi. Đó, và mở này luôn. Mở, à, có, đây là 250 chai sâm lạnh nha anh em. Đó. Dữ luôn. Hai ba lớp luôn. Bây giờ á, là cái tủ này nó đã full rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy ra tôi đi phát trước một đợt. Yeah. Sau đó tôi mới tiếp tục vô cái thùng dưới đây. Rồi ok, bây giờ anh Tú với Quang lấy nước sâm ra đi. Bây giờ tôi sẽ lấy 200 chai nước sâm ra. Trời ơi, nước sâm để cho tủ lạnh lấy ra thơm ghê luôn á. Quá trời luôn, chưa bao giờ mà tôi thấy cái lượng nước sâm mà nó nhiều như vậy. Bây giờ mình có một cái hồ bơi, mình chế tất cả cái chai nước sâm này ra, mình làm hồ bơi tắm đúng không? Tào lao, ai mà đi tắm. Ok anh em, đây là tổng cộng là 200 chai nước sâm. Đó. Rất là nhiều luôn cho anh em. Còn đây là một nồi 50 chai là đang để trong đây. Bây giờ team sẽ vô bịch một số chai, sau đó đi phát trước. Tại vì quá trời nhiều rồi, mình phải chia ra 2-3 đợt. Yeah. Bây giờ thì team tôi sẽ vô những cái chai nước sâm này vô trong bịch. Đây, một bịch vậy là 15 chai ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Mình sẽ phân ra từng bịch như vậy á, rồi mình mới đem đi mình phát nó dễ được. Đó. Yeah. Nước quay lại. Đó, cứ vô bịch, vô bịch. Đây, vô những cái bịch như vậy. Ok anh em, team vừa mới vô bịch được 225 chai nước sâm. Đây, đây là 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10, 12, 14, 15. 15 nhân 15. Đó, là 225 chai nước sâm. Bây giờ thì tụi tôi sẽ đi phát trước, rồi sau đó quay về làm thêm đợt nữa. Wow. Dạ, giờ tặng cô chai nước sâm uống cho mát. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Ok anh em, bây giờ cái điểm đầu tiên của tụi tôi đi á, sẽ là bệnh viện ông bố. Đó, bây giờ xe tôi sẽ chở 2 bao nước sâm. Chị Vi ngồi bên sau sẽ cầm 2 bao nước sâm luôn. Đó. Let's move, let's move. Ok, tiếp tục cái đợt 2, hồi nãy là 100 chai rồi, bây giờ là thêm 100 chai nữa. Đó, chắc lên trên Quang đi. Đó, bây giờ nó sẽ cho những người ở đây nha mọi người. Thank you.
đúng rồi, vừa mới về tới nhà công nhận nắng thiệt luôn á. Bây giờ team tụi tôi sẽ tiếp tục vô thêm cái nồi này nữa, là thêm khoảng 80 chai nữa. Hồi nãy tới giờ là phải hết 220 chai rồi. Đợt thứ ba. Mọi người thấy đó, đi phát giữa trưa nắng nha, tuy rất là cực luôn nhưng mà tụi tôi rất là vui, coi như là đóng góp thêm một phần gì đó cho xã hội. Mời cô một chai nước sâm. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Chúc thân chú là đẹp trai.